Hello mọi người, nhất là các chị gái tuổi Ất Mão sinh năm 1975, một cái tuổi mà phải nói rằng là em rất là có nhiều duyên nợ. Thật sự mà nói là cái tuổi này với tuổi của em thì là khá kiên kỵ nhiều thứ, nhưng mà em lại là người có rất có duyên nợ với những người tuổi này, và em có những người chị, những người anh rất là thân thương ở trong tuổi này, cho nên là em tìm hiểu khá kỹ về cái tuổi này. Đây là cái video mà em làm về tử vi năm 2018 cho những người nữ tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Thì năm nay là năm Đinh Dậu, so với những người Ất Mão sinh năm 1975 thì đầy những khó khăn và xui rủi, nào là bệnh hoạn, nào là đủ trò hết, tai tiếng, rồi nói chung là một năm rất là tệ. Thì hy vọng rằng những cái tìm hiểu mà của em, nghiên cứu của em về cái tử vi năm 2018 năm Mậu Tuất, nó khá lành với các chị. Tuy nó cũng có vẫn còn cái hạn xấu, sao xấu, nhưng mà nó không đến nỗi khó khăn như cái năm này. Ví dụ gì đi nữa thì nó cũng có là năm lục hợp, Mão với lại Tuất là lục hợp ha. Cho nên là hy vọng cái địa chi nó sẽ kéo được nhiều điều khác nữa. Thì để mà xét về cái tuổi này thì chúng ta phải xét cái tổng thể của cái mạng tuổi như thế nào. Thì mạng của các chị là mạng đại khê thủy thì ai cũng biết rồi ha. Nhưng mà gặp năm nay năm bình địa mộc, gọi là sinh xuất tổn hao bổn mạng. Sinh xuất của bổn mạng là thủy sinh mộc, cho nên là sẽ bị tổn hao bổn mạng ha. Sao thì là sao thái bạch ha, rối rắm tốn hao. Hạn thì là thiên lang, tinh thần bất an lo âu. Nhưng mà vận niên là hầu thực quả, tức là khỉ ăn trái cây tốt. Cái này là có, dù vận niên là vận niên mình có đồ để ăn uống đàng hoàng ha, cho nó tốt. Thiên can ất gặp mậu là khắc xuất, đối với nữ thì có lợi, sinh xuất đối với nữ thì nó là một thắng lợi, nhưng mà đối với nam thì nó sẽ không tốt đâu. Địa chi mão gặp tuất là nhị hợp, ở ngoài khu vực miền Bắc thì gọi là nhị hợp, ở trong thiên tử vi của miền Nam á, thì gọi là lục hợp, rất là tốt, thắng lợi. Như vậy thì sao mệnh và vận niên, thiên can và địa chi thì cũng có những cái tốt và những cái xấu ha. Nhưng có cái sao thái bạch thì coi bộ không ngon ha. Người ta hay nói là sao thái bạch thì quét sạch cửa nhà. Năm vừa rồi thì tức là năm Đinh Dậu này thì đã sạch rồi, mà nếu mà quốc thêm cái sao thái bạch nữa thì còn gì để sạch nữa đâu, đúng không? Thì để xem coi thử coi là nhiều khi nó như vậy, nhưng mà vận niên nó bên trong những cái tinh quân tốt nó nhiều, nó sẽ kéo lại cho chúng ta, cho các chị. Thì để mà có về tử vi vận hạn của một năm, một tuổi nào đó, thì trước hết mình phải xét cái như các video trước, thì mình phải xét cái thiên tính tổng quan của cái tuổi này như thế nào, để mình dựa vào cái đó mình để luận giải cho năm nay. Thì đầu tiên hết các chị tuổi Ất Mão thì như đã nói ở cái video mà trọn đời, thì các chị là bốn những người thông minh, lanh lợi, rất nhạy bén ở giác quan thứ sáu. Các chị nghĩ việc gì là việc đó chắc chắn có ha. Nói chuyện thì nắm bắt được ý người khác, dễ thành công trong các ngành nghề cần sự ngoại giao, nhạy bén ha. Và các chị là con mèo, nhưng mà các chị cũng rất là dễ thích nghi với hoàn cảnh sống. Tuy vậy các chị đa phần thiếu sự kiên trì, mèo mà, cho nên là thiếu sự kiên nhẫn, chịu đựng, và thường không có gánh vác trách nhiệm lớn trên vai được. Không phải là các chị không làm được, nhưng mà có thể là do cái bổn sinh cơ địa của con mèo. Những người tuổi Mão này thì nhất là nữ thường là mảnh khảnh, chịu sương chịu gió đó, nhưng mà dễ bệnh đó, gọi là sức khỏe yếu. Nữ Ất Mão thì có khuynh hướng là người sử dụng đầu óc nhiều hơn là hình thịt cực thân. Nhờ vậy mà tránh được nhiều cái chuyện mà xui rủi, vì cái bản tính mà gọi là thích an nhàn, không quá dấn thân của mình đó. Thiên tính của người của Mão là vậy. Chính vì vậy cũng khó tạo nên cái sự nghiệp to lớn khả quan, tại vì mình thích cái sự an nhàn ấy, không có đấu tranh.
thì cho nên là mình không có, có quá phát triển sự nghiệp to lớn ở một cái chức vụ hay là như gì hết. Chỉ trừ các chị mà sinh thuận vào mùa thu và mùa đông đó, thì là nương vào chồng đó, để làm ăn đó, thì có thể trở nên giàu có mà có gia sản lớn được. Đó là như vậy ha. Rồi đa phần đó, nữ Ất Mão đó, ít làm ăn lớn nhưng đời sống tương đối an nhàn, vật chất cũng đầy đủ. À, số ít người á, thì cái tuổi này rất là ít người là có tình duyên trắc trở thì mới ba chìm bảy nổi thôi. À, cưới chồng mà không thuận tuổi thì cái chuyện mà ba chìm bảy nổi thì nó là hiển nhiên thôi. À, rồi tiếp đến á, là như thế nào ha? À, giai đoạn này á, đang là cái giai đoạn trung vận của cái tuổi Ất Mão rồi, là thời điểm có nhiều thuận lợi để xây dựng sự nghiệp. Tuy có nhiều khó khăn, tức là năm trước là có nhiều khó khăn nhưng cũng khá hơn từ từ vào tiền vận, và nhất là đang các chị đang bắt đầu vào cái giai đoạn gọi là như thế nào, đại vận 10 năm, và các chị đang bắt đầu vào đại vận 10 năm, bắt đầu từ năm tới, năm Mậu Tuất là các chị vào đại vận 10 năm thì các chị rất là tốt. Càng lớn tuổi, gia đình càng hưng vượng phú túc. Tức là cái giai đoạn bắt đầu 10 năm là giai đoạn ngày bắt đầu từ năm sau là thuộc vào giai đoạn 10 năm của cái sự phát triển lớn nhất của trong sự nghiệp của người này. À, như vậy thì mình sẽ xét xem cái sự nghiệp và công danh của năm 2018 như thế nào. Thì năm 2018 á, thì là năm Mậu Tuất, mà anh thì mệnh mọc lý rồi. Các chị á, thì năm thì gặp sao Thái Bạch chiếu mạng, thường sinh hao tốn, gia đạo thì khó bề yên ổn, tiểu nhân hay chống phá. Nhưng mà sao Thái Bạch á, thì là thuộc hành kim. À, đối với người mà mệnh thủy á, là tương sinh, kim sinh thủy, cho nên á, là cái sao Thái Bạch này nó không quét sạch được cửa nhà chúng ta, nó ít có ảnh hưởng lên bản mệnh chúng ta, thì nó sinh xuất ra chúng ta, nó tương sinh với chúng ta nhiều, cho nên là nó sao Thái Bạch này không phát huy nhiều nhất là cho những người mệnh thủy thôi, chứ còn mà những người mà mệnh khác là chết với nó đó, chứ không đơn giản đâu nha. Hạn á, thì gặp thiên tinh, có nhiều lo lắng bất an, tinh thần vướng bận, nhiều việc rối rắm. À, đó là hạn của cái thiên tinh. Vận niên á, thì khá tốt, là hầu thực quả, rất tốt cho công việc làm ăn cũng như cuộc sống. Nếu đừng có gì thay đổi trong công việc, gia đình, sự nghiệp á, thì sẽ vẫn yên ổn, bình an, lộc tài vẫn có thể phát triển đầy đủ. À, có hầu thực quản thì nó cũng sẽ có nhiều cái tốt ha. À, vậy về tứ trụ năm 2018, với cái các chị á, là có thiên thời địa lợi, mà có thiên thời địa lợi thì sao? Công việc làm ăn nó có nhiều thuận lợi, nếu gặp mà trở ngại ngăn trở cũng sẽ dễ dàng vượt qua mà giành thắng lợi, phần thắng phục về mình. À, là một điều tốt ha. Gia đạo sức khỏe cũng không có vấn đề lớn, mọi việc suôn sẻ như ý. À, nếu như mà có thiên thời địa lợi, mà gọi là thiên thắng địa lợi thì nó quá tốt rồi. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành thì năm nay là Can Mậu thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái chủy, hỏa sẽ vượng nhiều. Đối với các chị mệnh thủy là tương khắc, hỏa bị các chị tương khắc ha, nên là cũng có phần bất lợi. Công việc làm ăn chịu nhiều chống phá, sức khỏe cũng bất an, sao vận thì có phần yếu kém, được cái vận niên rất tốt và vận thế cũng khá tốt, nên các việc quen thuộc có thể vẫn phát triển và sinh tài khí. À, cho dù mà có gặp khó khăn chống phá cũng vẫn giành thắng lợi về bản thân mình. Tuy nhiên với ngũ hành chống trái thì đừng nên khởi nhiều tham vọng lớn, và nhất là đừng và cố gắng không đổi thay công việc sẽ gặp trở ngại mà trở tay không kịp. À, đó, có thể nói đây là một năm trung bình khá của các chị ha. Xét về mặt ngũ hành, dù là có sao Thái Bạch chiếu mạng. Như vậy thì để xét xem về mặt tử vi của năm 2018 thì tiểu hạn của các chị gọi là đi vào thắng địa,
nó bắt đầu của vận đại đại vận 10 năm của cái một cái đời người. Thì đại vận 10 năm này á, sẽ là cái năm đầu tiên là năm thắng địa, rất có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do sao thái bạch mà gây ra. Cộng thêm các chị đang trong đại vận 10 năm, từ là coi như 42 đến năm 51 tuổi, đây là cái thời kỳ mà gọi là vàng son nhất của cả một đời người, của cả để phát triển sự nghiệp. Vậy nên có những thay đổi ngoài khó khăn ngoài ý muốn thì vẫn đạt được thành quả khả quan ở những cái tháng sau thôi. Cho nên là như vậy là tiểu hạn năm nay là đi vào thắng địa lại được cái ảnh hưởng tốt của đại hạn, như đã nói thì sự nghiệp sẽ càng dễ dàng thăng tiến, vượt qua những khó khăn và đạt được cái mục đích mà các chị mong muốn. Tốt ha. Tuy nhiên cung hạn có khôi việc, khôi việc thì tạo cơ hội thuận lợi trong việc làm ăn, vượt qua khó khăn trở ngại hay được người giúp đỡ, có khôi với việc ở trong cung. Tuy nhiên cũng có hóa kỵ tọa hạn sẽ gây trở ngại khó khăn trong công việc làm ăn. Nếu đang làm việc ở công sở hoặc là những cái nơi công chức quan trường, dễ bị đồng sự gièm pha, nên giữ thái độ ôn hòa, mọi việc sẽ tự động vượt qua bởi cấp trên luôn tín nhiệm đề đạt. Tốt ha. Như vậy là các chị có sao thái bạch nhưng mà các chị có những cái sao tinh quân tốt ở bên trong, chế hóa bớt nó cũng phát triển được. Tốt ha. Tử vi thì có song hao cương mão, cương mão dậu, tiền bạc thì dễ kiếm nhưng cũng dễ tiêu hao, có thể bị xù nợ hay bị trộm cắp. Coi chừng nha, năm nay cho ai mượn nợ là coi chừng á, sao thái bạch cho nên đừng cho ai mượn nợ nha. Ngoài ra còn có tử phù quan đới, thường gặp rắc rối công việc, bị trở ngăn trong công danh sự nghiệp do mưu hoàn kế bẩn của tiểu nhân, cần cẩn trọng nhiều hơn. Tử phù với là quan đới là liên quan tới cái việc mà quan quyền đồ này kia, cho nên là các chị phải cần cẩn thận ha. Rồi cung mệnh thì có tử vi long đức, dễ có lợi lớn, đi xa thì được kết bạn tốt ha, đem lại cái mối quan hệ dễ thăng tiến về danh lộc. Cung tài bạch á, thì có hóa lộc lộc tồn, ngon ha, nhưng lại có đại tiểu hao, cho nên là có hóa lộc lộc tồn là làm rất ra tiền, mà có đại tiểu hao đi chung á, thì nó cũng ra tiền, nó cũng đi ra ha. Thì như vậy á, là tiền bạc á, vào nhiều ra cũng không ít, có khó có phần tích lũy được. Bên cạnh đó có mã ngộ lộc, tức là thiên mã ngộ lộc đó, và thiên trù nữa, công việc làm ăn có nhiều tiền bạc vào nhiều, cũng có của dư của để. Khi mà các chị là không có đều, nhưng mà khi vào là ao tiền rất là nhiều, nhưng mà nên phải để dành cho coi chừng nó ra lại rất là nhanh ha. Tuy nhiên với thái bạch chiếu mạng, cẩn thận trong giao dịch tài chính, có thể bị lừa gạt hay là mất trộm đó, cho nên là các chị năm nay cẩn thận nha. Nhìn chung về các mặt sao hạn ngũ hành nè, đến tử vi năm nay xấu tốt đang xen, nhưng tình trạng đổi thay không mấy sao động, công danh sự nghiệp thì không tiến nhưng cũng không có bị thụt lùi. Tài lộc thì tương đối bình thường, không thiếu không dư, đây là một năm trung bình về tiền tài và danh vận của các chị chứ không xấu. Đó, trung bình thôi, do là sao xấu, mệnh xấu, nhưng mà có được cái vận niên tốt cộng những cái sao tinh quân bên trong rất là khá. Như vậy là về mặt tình cảm và gia đạo thì các chị của năm 2018 công việc làm ăn tuy có thắng lợi nhưng phải vượt qua nhiều trở ngại khó khăn, do đó tình cảm sẽ bị ảnh hưởng một chút, do là các chị làm ra được tiền nhưng mà đầu tư cái tâm sức mình quá nhiều, mình sẽ sa phai lạc cái chuyện tình cảm gia đình đi, thì nó sẽ có những cái bất lợi nhưng mà nhỏ thôi. Với thái bạch chiếu mạng thì gia đạo có những rối rắm bất hòa, các chị là người rất hòa nhã, khôn khéo ngoại giao ở bên ngoài, có thể hạ giọng với lại cái người của thiên hạ về công việc làm ăn, nhưng đối với gia đình lại là thiếu phần nhẫn nhịn, cũng vì vậy mà vợ chồng thường có những bất đồng dẫn đến lời qua tiếng lại, mất hòa khí. Cho nên là các chị cố gắng ha.
Hạn thì có kỵ là khóc hư hao, gia đạo cũng có người ốm đau, chồng con cũng làm nhiều điều trái ý Phật lòng. Nhưng mà năm Mậu Tuất này á, là các chị đừng có quá sống theo ý riêng ha, sẽ làm cho tình trạng gia đình thêm rối rắm. Cố gắng nhịn ông chồng một chút xíu, mọi năm khác mình bùng cháy thì sao, nhưng năm nay thì không nên lắm. Bên cạnh những muộn phiền lưu hạn cũng có là khôi việt khỉ, cho nên là gia đình cũng có nhiều niềm vui, con cái học hành sẽ có tiến bộ, vợ chồng thì cũng có được những phút giây tận hưởng êm ấm của gia đình, chia sẻ khó khăn trong công việc với nhau. Nếu như mà các chị mà tuổi này mà bị hiếm con á, thì năm nay đó, năm Mậu Tuất là có con rất tốt, từ vì là con có một con Mậu Tuất với các chị là gọi là lục hợp theo tử vi của người miền Nam, và nhị hợp là theo tử vi của người miền Bắc, rất tốt về việc gọi là phát triển sự nghiệp, tiền tài vào gọi là vượng mạng. Người con này mà sinh tuổi Mậu Tuất này sẽ vượng mạng rất nhiều. Rồi với kỵ nè, đáo hạn thì quan hệ bạn bè dễ bị tai tiếng dèm pha, nên cẩn thận để tránh bị dị nghị và tạo bất ổn cho cuộc sống gia đạo. Cho nên là trong mối quan hệ của bạn bè cần cẩn thận ha. Đối với các chị độc thân á, năm nay tình cảm sẽ có nhiều rối rắm, niềm vui không thiếu nhưng rất dễ bị tai tiếng. Nếu không cẩn thận có thể bị đưa đến cãi cọ đối chối, làm giảm uy tín của bản thân. Nếu đã có ý chung nhân á, muốn góp gạo thổ cơm chung á, tuy năm nay á, là một năm khá bận rộn cho công việc và những cái dự tính, nhưng mà cũng không có trở ngại gì, có thể tiến hành được ha. Rồi các chị này thì chắc giờ này thì không muốn cưới nữa đâu, nhưng mà cũng nên ở với nhau là này kia thì ok, không gì hết. Về sức khỏe thì năm 2018 ngũ hành này thì không thuận, lại là năm hỏa vượng, sao người mình là thủy hỏa vượng mà, cần quan tâm sức khỏe nhiều, nhất là các bệnh ho, nhức đầu, chóng mặt, bổn mạng á. Tuy là mình do mình khắc do hỏa nhiều, là thủy của mình khắc hỏa, không, thủy của mình sinh xuất nữa, cho nên là bổn mạng của mình tương đối vững vàng, có ốm đau thì cũng mau bình phục chứ không có chuyện gì xảy ra, chứ không có bị nguy vong ha. Rồi đó là một cái điều khá tốt cho các chị. Như vậy đó là tử vi của năm Mậu Tuất 2018, cả năm dành cho các chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Em thì em làm kỹ hơn, rút kinh nghiệm của các video trước thì mọi người hay hỏi, tới đầu tháng mọi người hay hỏi lắm, cho nên là em làm như vậy cho nó, em ở không được 6 tháng ha, chứ không phải là em tốt lành gì đâu, em cũng khá làm biến, cho nên là em làm một lần luôn, lỡ nghiên cứu thì nghiên cứu một lần luôn thì nó sẽ dễ dàng hơn. Và em nghiên cứu cái này để giúp các chị thấy rằng là mình có sao hạn tốt, sao hạn tốt, nhưng mà khúc nào là nên tránh và khúc nào là nên cương. Tại vì mình có tốt xấu đang xen mà, chứ không phải cả năm là đều xấu hết, cho nên là mình phải biết là chỗ nào tốt nè, chỗ này tốt, chỗ này xấu, mình cương nhu được ha. Thì đầu tiên hết đó, là tháng giêng của năm Mậu Tuất 2018 là tháng Giáp Dần, tháng này là tháng thủy, thì các chị cũng mệnh thủy đồng hành, sức khỏe tốt, bổn mạng ok. Thiên can Ất Giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, không có kiêng kỵ gì hết, cho nên là công việc suôn sẻ, mọi điều thuận lợi. Địa chi Mão với Dần thì cũng vậy, tự chủ hòa bình, không hình hại, không xung khắc, cũng không tương hợp cho nhau. Như vậy là khởi đầu một cái tháng đầu tiên của năm Mậu Tuất, các chị có được ha, mệnh đồng hành khỏe, thiên can không có việc gì thì công việc không bị ảnh hưởng, không có gì xáo trộn. Địa chi Dần Mão thì cũng đấy, nhưng mà tháng 1 là tháng ăn chơi mà, tháng giêng là tháng ăn chơi, cho nên là mình cảm thấy là mọi việc nó cũng đều suôn sẻ, nhẹ nhàng, rất là tốt. Ăn thua là cái phần sức khỏe của mình tốt là được, tháng này có sức khỏe tốt là để mình chơi, chứ còn không có sức khỏe tốt còn nằm viện sao chơi ha. Cho nên là các chị cẩn thận ha. Tháng 2
của năm Mậu Tuất là tháng Ất Mão, tháng Thủy. Tháng này là tháng sinh của các chị. À, người ta gọi là năm sinh tháng đẻ, tháng này gọi là tháng đẻ. À, mệnh thì sao? Đồng hàng, thiên can cũng đồng hàng. À, chữ Ất á, đồng hàng Ất. Nhưng mà chữ Ất này là thuộc Mộc. Các chị là Thủy, Thủy sinh Mộc nữa, cho nên là coi chừng tháng này sẽ ra tiền đầu tư, tốn tiền cho cái việc làm ăn ha. À, địa chi thì Ất Mão là tháng sinh, như đã nói thì gọi là tháng tuổi, năm sinh tháng tuổi thì mình nên né tránh nhiều điều, có thể xảy ra nhiều điều mà không hay, nhất là về bổn mạng ha, do là trầy tay trầy chân, tai nạn đồ này kia, bệnh nặng đồ này kia đó, thì là mình nên cẩn thận cho tháng này. À, tháng này là một tháng gọi là gì, cũng khá lành thôi chứ cũng không có quá dữ. Tại vì mình ví dụ như là thuộc thiên can luôn á, thiên can mà của mình nó giống nhau và nó cùng hàng mà, chứ không phải là tháng mình Ất Mão mà tháng này là tháng Đinh Mão hay là cái gì đó thì mình sợ. Nhưng mà tháng này cùng đục thiên can cùng ấy hết, cho nên là nó cũng tương đối nhẹ nhàng hơn. Rồi tháng thứ ba là tháng Bính Thìn, tháng này thì tháng Thổ. À, mệnh chúng ta sẽ bị Thổ nó khắc Thủy, bản mệnh bị tương khắc rất xấu ha, rất xấu cho bản mệnh, dễ bị sức khỏe không tốt, bệnh nặng ha. Mà thiên can nó Ất Bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ cũng là một điều tốt nữa. À, cho công việc nó sẽ không bị hình hại, nó không bị gây sự khó khăn. Địa chi Mão với Thìn lại là thuộc nhóm tương hại. Mà tương hại là sao? Tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nhau, cho nên là địa chi của chúng ta sẽ bị cản trở. Như vậy là chúng ta tháng 3 này chúng ta có cái gì? Có mệnh bị tương khắc Thổ khắc Thủy. Sao bản mệnh của chúng ta bị tương khắc thì chúng ta sẽ bị xấu đi rất là nhiều, ảnh hưởng đến những cái tinh quân tốt của chúng ta cũng sẽ bị chế hóa đi, và làm cho những cái tinh quân xấu nó phát huy các tác dụng. Đó là một điều không tốt. Thiên can Ất Bính không xung không hợp thì tháng này thì công việc không có đến nỗi nào. Nhưng mà Mão Thìn nó thuộc nhóm tương hại. Tương hại làm sao? Nó cứ hình hại, nó cứ tạo cái sự khó khăn cho chúng ta. Cho nên là các chị cẩn thận trong tháng này. Bản mệnh đã yếu rồi, gặp tương hại của địa chi nữa thì gia đạo sẽ khó yên ổn ha. Rồi công việc, gia đạo mà không yên ổn thì công việc sẽ cũng có những cái điều khó khăn nhất định. Cho nên các chị nhớ cẩn thận tháng 3 ha. Bước vô đầu năm thì tháng 3 là một cái tháng hơi phê phê đó. Rồi tháng tiếp theo là tháng Đinh Tỵ, tháng 4 âm lịch. Tháng này cũng vậy, tháng này cũng là tháng Thổ, thì mệnh của chúng ta cũng bị tương khắc là Thổ khắc Thủy, bản mệnh tương khắc xấu ha, không tốt chút nào cho những cái việc khác. Thiên can Ất Đinh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Ok. Mão với Tỵ thì cũng vậy, tự chủ hòa bình, không hình hại, không xung khắc gì nhau. Cho nên là với những cái như vậy thì tháng này các chị cũng nên cẩn thận chủ yếu vào cái việc bổn mệnh thì bị tương khắc Thổ khắc Thủy, là chúng ta có thể bị bệnh, chúng ta sức khỏe yếu, cần cẩn thận nhiều hơn, và chúng ta đề phòng tiểu nhân ở trong tháng này. Hai tháng liên tiếp bị bản mệnh tương khắc, tức là hai tháng liên tiếp chúng ta bị sao tinh quân tốt, và tinh quân có thể mà gọi là ác được cái sao Thái Bạch, nó chế hóa. Mà cái sao Thái Bạch cả năm mà nó bị bổn mệnh, nó bị gian như vậy á, thì ông nội sao Thái Bạch ông sẽ hiện nguyên hình của ông tác dụng lên chúng ta rất là nhiều. Cho nên là bổn mệnh của chúng ta bị yếu đi, bị tương khắc, thì chúng ta sẽ liên quan đến ông nội Thái Bạch ở trên đầu, và ông sẽ kéo theo rất là nhiều thứ khác nữa xui xẻo ha. Cho nên là các chị nên cẩn thận về sản phẩm sức khỏe, đề phòng tiểu nhân ở trong tháng này. Rồi tháng 5 là tháng Mậu Ngọ, tháng này là tháng Hỏa. Tháng này có thể nói trong 6 tháng đầu năm là hai tháng Hỏa này là hai tháng rất khó khăn đối với các chị. Như đã nói đúng không? Mệnh là Thủy, chúng ta khắc Hỏa, Thủy của các chị khắc Hỏa được nè. Bản mệnh tương khắc, tháng vẫn xấu cho bổn mạng. Chúng ta trên là mở bị tháng nó khắc bản mệnh, bây giờ xuống đây là bản mệnh khắc tháng, thì nó chỉ là thay đổi vị trí thôi. Ví dụ như là A khắc B, bây giờ thành B khắc A thôi. Đây là thay đổi vị trí thôi, cho nên nhưng mà nó vẫn là tháng tương khắc của bản mệnh ha. Rồi thiên can Ất Mậu là sinh xuất tốn hao. Chữ Ất gặp Mậu là sinh xuất tốn hao, là
tốn tài ha. Rồi địa chi á, ngọ gặp mão là lục xung, tí ngọ mão, ngọ mão lục xung, ẩn chứa nhiều xung khắc trong gia đạo ha. Mà lục xung thì nó xung nhiều thứ chứ không phải riêng gia đạo không, nó xung do cả tiền tài, xung do công việc ha. Gặp ức, ức gặp dậu là sinh xuất tốn hao nữa, rồi bản mệnh bị tương khắc nữa. Ba cái để xét về tử vi của chúng ta trong tháng có tốt hay không đều bị tương khắc, đều bị sinh xuất và lục xung nữa. Cho nên là nếu là các chị thì em tháng này ai kiếm chuyện em cũng ngồi im ha, em tọa thủ như không, ai nói gì nói mình cứ cười cho qua chuyện ha. Không sanh rầy rà, không nên đi xa, tránh mọi điều phức tạp trong cái tháng này, vì tháng này có thể nói là tháng xấu nhất của năm nay. Mệnh thì bị tương khắc, rồi sinh xuất, rồi như thế, thì các chị phải biết rằng là tháng này nó không tốt, chúng ta cần phải biết để mình đề phòng. Chứ nếu không đó là nó sẽ xảy đến những việc mà rất đáng tiếc. Ha, thì em đã nói là đáng tiếc như thế nào thì ở trên em đã xét rồi, em đã nói rồi. Cả năm của chúng ta nó có những cái điều tốt và điều xấu, thì tháng này chúng ta khắc kỵ nhiều thứ thì thằng xấu nó sẽ nhiều hơn thằng tốt, đúng không? Cả năm nó đã tốt xấu đang xen xuống này, chỗ này nó xấu quá thì thằng tốt nó sẽ yếu xuống, mà thằng xấu nó sẽ nhiều lên, thằng xấu nhiều lên thì chúng ta sẽ phải đề phòng rất là nhiều chuyện sức phức tạp. Rồi tiếp đến là tháng Kỷ Mùi, tháng này là cũng tháng hỏa, thì chúng ta mệnh cũng tương khắc là thủy khắc hỏa, bản mệnh chúng ta khắc tháng, tương khắc tháng vẫn rất xấu cho bổn mạng. Ất với kỷ là thiên can tương khắc, chữ ất nó khắc chữ kỷ, ất của ất mão nó khắc chữ kỷ, chủ sự khó khăn rắc rối đó, các chị thấy giờ khó khăn rắc rối trong công việc. Nhưng mà địa chi được một cái là tam hợp hợi mão mùi là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, có tam hợp thì nó sẽ rất tốt cho các chị. Mệnh thì chúng ta tương khắc nó cũng như tháng tháng năm cũng có nhiều điều xấu ha. 3 tháng liên tiếp chúng ta bị, 4 tháng liên tiếp từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tới tháng 6 là một là chúng ta tương khắc tháng, hai là tháng tương khắc của chúng ta, là thấy là bổn mạng của các chị trong năm nay nó, trong 4 tháng đầu năm đó là không có được ổn lành đâu ha. Thiên can ất nó khắc kỹ, nó chủ sự khó khăn cản trở của công việc, của những cái mối ngoại giao, những cái giao tiếp ở bên ngoài. Nhưng mà rất tốt, đỡ một cái là dù gì đi nữa chữ ấp của chúng ta khắc kỹ chứ không phải là chữ kỹ nó khắc ấp. Cho nên đó là có rắc rối, có khó khăn nhưng mà chúng ta cũng sẽ vận dụng và được qua được. Đó là một điều rất là thuận lợi ha. Địa chi thì có nhóm tam hợp hợi mão mùi. Đó là cái sự giống như không? Em hay nói là tam hợp hóa được tam tai. Nhưng mà có tam hợp của địa chi tức là có sự ủng hộ của gia đình, có sự hậu thuẫn, có sự may mắn. Vậy thì chúng ta hy vọng rằng với cái sự may mắn của địa chi đem lại sẽ chế hóa được phần nào, làm cho những cái tinh quân tốt phát huy cái tác dụng của nó lên cao hơn nữa, để chế hóa được cái ông nội sao thái bạc đi và tạo được cái nhiều cái điều mà tốt lành cho chúng ta. Như vậy là em đã chia sẻ xong cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với những người ất mão, và vận hạn 6 tháng đầu năm của các chị để các chị biết được những cái thông tin cần thiết để biết mình là cương trong tháng nào và nhu trong tháng nào. Tổng hợp mà nói thì các chị từ có tháng 1, tháng 2 thì tương đối nhẹ nhàng, từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì các chị toàn là một mệnh tương khắc hoặc tháng, tháng tương khắc mệnh sẽ gây rất là nhiều khó khăn và công việc nó sẽ lòm sầm. Tuy nhiên là em nói những điều này, nửa đầu năm xấu thì nửa đầu năm sau nó sẽ rất tốt. Cho nên là các chị yên tâm về việc đó, sẽ có được rất nhiều cái thuận lợi. Các chị theo dõi video clip nãy giờ, nếu thấy hay nhớ bấm like và chia sẻ cho mọi người khác cùng tuổi biết. Nếu ai chưa đăng ký kênh của anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những video clip về tử vi, có thể là của các anh các chị hoặc là bạn bè người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.